Xin chào mọi người nha. Hôm nay bên Vương Motor sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc Motor Rebel 125. Xe còn rất đẹp, rất mới nha mọi người. Xe này mua là về sử dụng này, chạy test là ok luôn. Xe còn rất đẹp nha. Mọi người xem từng chi tiết, mình sẽ quay từng chi tiết cho mọi người xem. Nè. 125 mẫu này là rất thích hợp cho mọi đối tượng sử dụng luôn, lớn nhỏ vừa gì ngồi đều ok hết. Xe này hồi xưa rút gốc sang tên Trung Quốc nha mọi người, lốp máy nó rất là đẹp luôn này. Xe đẹp lắm nha mọi người. Đèn đuốc sáng ghế luôn. Bình xăng này. Mọi chức năng hoạt động bình thường hết. Này là 125 nha. Mọi người ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0906 859 709 nha. Hoặc tới hẻm 143 đường Phan Anh mình sẽ đón nha nhà xem. Xe này là không chê vào đâu được á. Xe tới xem không đẹp, không có tiền, không mua. Không đẹp, không có tiền. Mọi người ai có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0906 859 709 nha. Xin chào mọi người ha.